với các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy bắt bu lông hàng cấp trung của Hitachi. Các bạn có thể nhìn thấy ngoài thùng và phía trong thùng của chúng ta, đây là Hitachi WR22SE. Rồi, phụ kiện của nó bao gồm một phiếu bảo hành chính hãng, một tay cầm và tiếp tục là máy các bạn ạ. Đây là Hitachi WR22, nó là 3/4 đầu khẩu. 3/4, tôi sẽ cho các bạn xem. Đây là khẩu 3/4 nha các bạn. Rồi tiếp tục, thân của nó là tem Hitachi. Máy này sử dụng động cơ không chỗ thang brushless nha các bạn nha. Tem Hitachi này các bạn có thể nhìn thấy Hitachi WR22SE. Dòng điện của nó 230V, 50-60Hz, 800W Hitachi Koki. Một số cảnh báo an toàn. Và máy này được sản xuất tại Japan nha các bạn nha. Rồi, tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng máy WR22SE. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng chính hãng mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn.